ban đầu thì mọi người sẽ đến chỗ cảng hành khách quốc tế Hạ Long. Thì nếu mà muốn lên tàu, lên thuyền thì các bạn đến mua vé. Khách bắt đầu đông dần lên rồi đấy. Ok. Vào trong này bắt đầu mua vé trong này không ạ? Các quầy vé bắt đầu bán hàng. Có quầy này đang là đông nhất. Đó. Đấy, mua vé thì phải đăng ký vé đây, viết tên tuổi quê quán đây thì các bạn sẽ mua vé. Hôm nay được khuyến mại các bạn nhé, 150.000 tuyến 1 và 200.000 tuyến 2. Tuyến 1 thì chỉ mất khoảng 3 đến 4 tiếng, còn tuyến 2 mất khoảng 5 đến 6 tiếng. Sau khi mua vé xong thì các bạn ngồi chờ đây. Sau khi mua vé xong các bạn ngồi chờ đấy nha. Ở đây là lên tàu. Phòng chờ trong này cũng có đầy đủ các dịch vụ nha các bạn nhé. Cà phê, ăn sáng, phở, mì tôm, bánh mì, đầy đủ hết. Nước uống nữa. Đó. Mọi người chờ đây nhìn đi ạ. Sau khi chờ một lúc thì thuyền trưởng đang làm lệnh để xuất phát đấy các bạn nhé. Sau khi mà thuyền trưởng làm xong lệnh xuất phát là chúng ta đi. Đấy, sau khi mà thuyền trưởng làm lệnh xong thì có thuyền trưởng đi xuống tàu ạ các bạn. Thấy chưa? Và chúng ta đi theo sau. Hôm nay đang khá là đông các bạn ạ. Đấy. Gió mát chưa? Đây khách theo đoàn đi à? Ở đây là xuống tàu. Đó. 8 giờ bắt đầu mở hay sao, bây giờ mới bắt đầu xuống. Đây là chỗ xuống bến tàu. Mỗi người một vé cầm trên tay. Nha. Ok. Đây là khu kiểm soát vé. Đó, nhân viên nó sẽ kiểm soát xem vé tàu như nào đâu. Vào đây. Đường xuống tàu nhá. Sau khi thu vé xong thì trên đường xuống tàu các bạn nhé. Cái tàu của chúng ta bao nhiêu thì trên cái thẻ đeo ở trên mà gọi là phát sau lúc đầu tiên đấy. Đây là thẻ tàu đấy. Tàu số bao nhiêu thì ở trên đấy. Thì mọi người tìm đến số tàu ấy, số tàu đó và cứ đấy mà lên thôi. Hôm nay trời yên biển lặng đẹp.
Tàu của mình hơi xa. Tàu của mình hơi xa ở cuối kia các bạn ạ. Đó. Ok, xuất phát. Sau khi mà xuất phát thì chúng ta sẽ được lên trên này. Ngày hôm nay tàu của tôi đi tuyến 1 chắc tầm khoảng 3 đến 4 tiếng. Và hôm nay không phải quá nhiều khách. Cả tàu mới có 16 người các bạn ạ. Thoải mái ngồi. Bình thường nó phải 40 người. Đi rồi. Bắt đầu xuất phát. Sau khi mà đi được một đoạn thì chúng ta sẽ được lên trên tầng trên. Lên đi lên tầng trên nhé. Lên boong tàu và cái này sẽ mát mẻ và thoải mái rất nhiều. Quá tuyệt vời các bạn. Khoáng luôn nhé. Wow. Chả mấy khi mình đi tàu mà nó ít người này, thoải mái này. Hôm nay thì đúng ngày mát trời các bạn ạ. Mây nhiều. Nó lồng lộn. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến động Thiên Cung các bạn nhé. Động Thiên Cung và hang Động Thiên Cung. Hôm nay ra rất lý tưởng để đi chơi. Gió mát trăng thanh. Cứ nghĩ mà cứ ở đây mãi thì đẹp sướng. Ok, bây giờ đã đến Động Thiên Cung. Động Thiên Cung và hang cầu gỗ. Vâng. Bây giờ chúng ta phải xuống dưới để tàu cập bến để chúng ta đưa vào hang. Dạ. Chúng ta sẽ có hai cái, một cái bên là Động Thiên Cung và một bên là hang đầu gỗ. Nào, chúng ta cùng đi. Hôm nay cũng không quá nhiều tàu nhỉ. Mát mẻ nhưng mà chứ cũng chưa quá nhiều tàu. Ok, sau khi tàu cập bến thì chúng ta sẽ lên. Đó. Đường đi vào đây ạ. Động Thiên Cung. Động Thiên Cung chào đón chúng ta. Có một đoàn áo vàng rất là đẹp nhé. Đó. Có một đoàn ở đâu đến. Đồng phục rất là đẹp. Ok, vào đây thì các bạn phải lại rồi. Có một kiểm soát vé nữa. Vé cầm trên tay. Nào lên nào, ui không khí mát rượi.
đi nào, cho anh bố bế. Động Thiên Cung các bạn nhé, đẹp luôn. Ở đây có thể, ở đây mình có thể phóng tầm mắt ra ngoài kia, rất là đẹp. Ấy, sắp tới với cái động này này, mát chưa? Ủa mát thế, có mát hun hút luôn. À, cổng động, cửa động, người ta gọi là động, gọi động Thiên Cung các. Chỉ là mát nhé. Ừ, ở đây ngủ không được tuần điều hòa thì khác. Nhưng mà ngày hôm nay nghe vẻ không được đẹp lắm, bởi vì hang động đang thiếu mất sự cái ánh sáng xanh vốn có của nó. Hôm nay chỉ là ánh sáng đỏ thôi. Bình thường nó phải có ánh sáng xanh nữa, đẹp nữa các bạn. À kìa đấy, các bạn nhìn thấy anh sáng xanh như kia chưa? Đấy, xanh xanh mờ mờ thế nào đấy, rất đẹp. Còn ánh sáng này vẫn chưa được. Quang cảnh hùng vĩ. Đây, tất cả đều do thiên nhiên tạo ra hết các bạn nhé. Nước này. Đây là đáy động rồi các bạn nhé, đẹp quá, rất rộng. Thật sự kinh ngạc với sự tạo hóa tạo nên là động này. Nước phun đẹp chưa? Đây như là cột tự nhiên ấy nhỉ? Hay là có vòi làm lên? Chắc là vòi làm lên. Đứng ở trên cao nhìn xuống thật là hùng vĩ. Đó, ra ngoài rồi. Ô, ánh sáng chói lóa quá. Ô, nó chưa ngoài, rất đông người các bạn ạ, phóng mắt ra tầm xa kìa. Tàu của mình đang ở đâu đây ta?
Nếu ai muốn lên thăm động cầu gỗ thì thì đi này. Nếu muốn xuống thì xuống đường này. Ở đây nó có quà lưu niệm khi mà đi du lịch Hạ Long. Đấy. Còn đâu thì chúng tôi đi xuống, mệt lắm rồi. Đấy, sau khi xuống thì chúng ta sẽ ra chỗ nghỉ đây. Đấy, chúng ta sẽ tìm tàu đây này. Ở đây là nơi xuống. Ở đây nước nôi đầy đủ các bạn nhé. Thoải mái, hoa quả tuyệt vời luôn. Ok, sau khi nghỉ ngơi một tí thì mọi người bắt đầu lại ra đường ra tàu. Ra xa nhìn thấy cơn mưa thì phải, mây rất nhiều nhỉ. Đấy, chúng tôi đang đi ra để đón tàu. Vừa nghe thông báo là tất cả các tàu không được rời bến. Hình như đang có cơn mưa to nên không ai cho tàu ra bến này. Không ai cho tàu rời bến này. Có khi hôm nay lại mắc mưa ở đây. Tất cả tàu không được rời bến. Nhưng mà để tránh mưa chúng ta phải lên tàu. Lên tàu để tránh mưa. Tàu của mình ở cuối kia rồi. Xa xa kia là cơn mưa. Đấy. Rất là đen hôm nay này. Đã bị mưa đây. Hôm nay rất chi là đen các bạn ạ, bị mắc mưa. Khéo ngã. Đường trơn, phụ nữ có thai, trẻ em và bà già cần phải cẩn thận. Mưa to quá, bị mắc mưa đây nhỉ. Ở trên tờ 200.000 các bạn. Có thì tờ 200.000 này. Đúng hết luôn. Hôm nay thời tiết bị mưa nên nó không được rõ nét lắm các bạn nhé. Ở xa xa kia là Hòn Trống Mái các bạn nhé. Các tàu du lịch cũng bao quanh cái Hòn Trống đấy để tham quan đấy. Hôm nay chúng ta đến thăm Quảng Ninh, ra thăm Hòn Trống Mái với một thời tiết không được ủng hộ cho lắm. Đang mưa rất to các bạn nhé. Rất đặc biệt. Nhưng không sao, đúng là đặc biệt thật. Mặc dù mưa gió bão bùng nhưng đôi Trống Mái vẫn đang ở bên nhau, không rời xa. Luôn luôn gắn kết, luôn luôn gắn bó. Càng đến gần thì Hòn Trống Mái lại càng hiện ra rõ rệt. Các bạn thấy rõ không? Con to to kia là con trống này. Con nhỏ nhỏ kia là con mái. Con trống đang bao bọc che chở cho con mái khỏi mưa dông bão tạt, mưa dông bão tố. Các tàu du lịch đang bao quanh Hòn Trống Mái, biểu tượng của Quảng Ninh các bạn. Lúc nào Hòn Trống Hòn Mái cũng đứng sừng sững giữa biển. Nào ông tàu trắng kia đi để tôi vào. Ê, bắt lên. Đấy. Mặc dù trời mưa nhưng mà cái gọi là cái gì nhỉ? Cái tinh thần sống ảo không thể bỏ qua được chỗ này. Ok. Thuyền trắng. Đấy.
khác mất kia này. Rồi rồi, thuyền trắng vừa đi thì hiện ra hòn trống mái sừng sững trước mặt chúng ta. Một bên là hòn trống, một bên hòn mái và ở giữa là các hòn con. Tận cảnh đây nha. Nghe có vẻ hòn mái là sắp ấy rồi sao ấy. Hai hòn này có ở đây từ thời rất xa xưa rồi, luôn luôn ở với nhau. Rồi hai đôi môi chụm vào nhau, biểu tượng một tình yêu. Thật là ngưỡng mộ. Xung quanh này đẹp chưa? À đây rồi, bên cạnh hòn trống mái là hòn cô đơn, một mình thôi, chỉ có một mà thôi, anh ta vẫn sống mãi ở đây. Trời này nhiều người quá. Rồi kết thúc rồi, chào nhé, xin chào mọi nha. Lúc lên bờ thì trời đẹp. Rồi. Kết thúc một chuyến thăm vịnh. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi nhé.